loạt tên lửa Nga dồn dập tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai tại Belarus. Mỹ tuyên bố không có Patriot nào để dành cho Ukraine. Tình báo nước NATO nói nguy cơ phòng tuyến Ukraine sụp đổ đã giảm. Mỹ cảnh cáo Trung Quốc vì hỗ trợ Nga, Bắc Kinh nói NATO chịu trách nhiệm. Gặp Ngoại trưởng Mỹ, ông Tập Cận Bình nhắc nhở thâm sâu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Rạng sáng ngày 27 tháng 4, Nga đã triển khai một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, tấn công các cơ sở năng lượng và làm hư hại nhiều nhà máy điện ở một số khu vực. Trên một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Bộ Năng lượng German Galushenko viết, đối phương đã một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước chúng ta. Đặc biệt, các cơ sở ở những khu vực Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công, có hư hỏng về thiết bị. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã phóng 34 tên lửa, trong đó Kiev đã bắn hạ 21 tên lửa. Công ty điện DTEK cho biết thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hỏng nghiêm trọng, một số người bị thương trong đợt tấn công. Trong khi đó, lãnh đạo khu vực Lviv ở phía tây Ukraine kêu gọi người dân không sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng, bao gồm ấm đun nước, bàn ủi, máy giặt và lò vi sóng, trong khoảng thời gian từ 19 đến 22 giờ để duy trì nguồn cung cấp năng lượng hạn chế. Trong những tháng qua, Nga đã tăng cường tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine, nhắm vào các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các cơ sở hạ tầng khác và đẩy mạnh không kích hơn nữa sau khi Mỹ thông qua gói hỗ trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và khoảng 35% sản lượng thủy điện. Hệ thống năng lượng của nước này vốn đã bị suy yếu do chiến dịch không kích của Nga vào mùa đông đầu tiên của cuộc chiến năm 2022. Trong khi đó, Nga cũng xác nhận Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào khu vực phía nam Krasnodar và bán đảo Crimea sắp nhập vào Nga năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 66 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ vùng Krasnodar và hai máy bay không người lái khác đã bị phá hủy trên bán đảo Crimea. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, một nguồn tin tình báo tiết lộ rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu Iskii và Slavyan ở vùng Krasnodar của Nga và gây hỏa hoạn tại các cơ sở này. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin hoạt động tại một cơ sở lọc dầu đã tạm ngừng. Belarus hiện đang đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng trong và ngoài nước, buộc Minsk phải thay đổi cách bảo vệ an ninh và để Nga triển khai hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua cho biết, hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai tại quốc gia này. Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật từ biên giới của mình sang nước láng giềng Belarus, cách lãnh thổ NATO vài trăm dặm, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo một cuộc đối đầu quân sự rộng hơn với liên minh này nếu NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Hoạt động này được thực hiện theo thỏa thuận mà Tổng thống Belarus và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố năm ngoái nhằm mục đích tăng áp lực lên sườn phía đông của NATO. Nguy cơ về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân đã gây ra mối lo ngại cho các nhà lãnh đạo phương Tây kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Mỹ tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đã thả nổi khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật có hiệu suất hạn chế vào năm 2022. Việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus đánh dấu một trong những điểm triển khai kho vũ khí nguyên tử ở cực Tây của Điện Kremlin. Việc di chuyển vũ khí hạt nhân của nước này mang dấu hiệu chính trị rõ ràng, nhưng một số chuyên gia đã hạ thấp tầm quan trọng về mặt quân sự của động thái này, cho rằng những vũ khí này không gây ra mối đe dọa nào chỉ bằng cách di chuyển đến gần lãnh thổ NATO vài trăm dặm. Ông Roger Mueller, cựu đặc phái viên kiểm soát vũ khí hàng đầu của Mỹ và phó tổng thư ký NATO cho biết, người Nga có thể tiếp cận bất kỳ nơi nào trong NATO bằng tên lửa hạt nhân với những gì họ có trên lãnh thổ của mình, nhưng nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Vì vậy, nó hoàn toàn chỉ là một thông điệp chính trị. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai tên lửa hạt nhân ở nước ngoài kể từ thời Liên Xô trước đây. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không cung cấp thông tin số lượng vũ khí hạt nhân, nhưng cho biết đây là những vũ khí hạt nhân hiện đại nhất, gồm bom và tên lửa. Điện Kremlin được cho là có trong kho gần 6.000 đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả những đầu đạn có công suất nhỏ hơn nhiều, được gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật, và các đầu đạn hạt nhân có công suất lớn.
Nga đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus vào cuối năm 2022. Belarus cũng đã trở thành nơi đồn trú của khoảng 2.500 đến 4.000 thành viên của lực lượng bán quân sự Nga được gọi là nhóm Wagner, theo ước tính của tình báo Estonia. Nhiều binh sĩ trong số đó đóng quân tại một căn cứ tên lửa cũ của Liên Xô, cách Min khoảng 50 dặm. Với mục đích tăng công suất cho toàn mạng lưới đường sắt phía Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố khởi động giai đoạn 3 mở rộng tuyến đường sắt Baikal-Amur, BAM, một trong những tuyến đường sắt dài nhất thế giới, và tuyến xuyên Siberia Transit. BAM sẽ được xây dựng thêm đường tàu thứ hai, tổng cộng sẽ phải thực hiện hơn 300 dự án hạ tầng. Theo chỉ thị của Tổng thống, trong 10 năm tới, lượng hàng hóa vận tải qua mạng lưới đường sắt phía Đông phải tăng lên 270 triệu tấn một năm, tăng năng lực xuất khẩu và vận chuyển của Nga. Nhờ đó, Nga có thể trở thành một mắt xích quan trọng của cả hệ thống giao thông Á-Âu. Tổng thống Putin nhắc lại rằng, hồi đầu những năm 2000, BAM đã giúp Nga mở ra các thị trường mới ở châu Á-Thái Bình Dương, đảm bảo một tuyến vận tải ổn định cho toàn lục địa Á-Âu, cùng với Transit trở thành hành lang vận tải chiến lược có tầm cỡ toàn cầu. Ông tin tưởng rằng BAM sẽ cho phép khai thác các mỏ than, quặng sắt, thiếc, vàng, đồng, molybden, dầu và khí đốt của vùng Đông Siberia và Viễn Đông. Hiện doanh nghiệp đường sắt Nga RZD đang thực hiện giai đoạn phát triển thứ hai của mạng lưới phía Đông, trong đó có BAM và Transit, trị giá 1.100 tỷ rúp, gần 12 tỷ đô la Mỹ. Dự án được xây dựng đến năm 2024 nhằm tăng khả năng chuyên trở lên 180 triệu tấn từ mức 173 triệu tấn trong năm 2023 và giảm thời gian vận chuyển từ Viễn Đông đến biên giới phía Tây của Liên bang Nga từ 8,9 ngày xuống còn 7 ngày. Chi phí ước tính cho giai đoạn 3 khoảng 3.700 tỷ rúp. Tuyến đường sắt BAM ở Đông Siberia và Viễn Đông là tuyến chính thứ hai của Nga dẫn ra Thái Bình Dương. BAM dài 4.287 km, gồm có 280 ga và được xem là công trình thế kỷ của thế kỷ 20. Còn Transit là tuyến đường sắt xuyên Siberia có chiều dài gần 9.300 km từ Moscow đến Vladivostok, dài nhất thế giới, trong đó phần lãnh thổ châu Âu chiếm khoảng 19% và phần lãnh thổ châu Á vào khoảng 81%. Km số 1.778 của Transit chính là biên giới giữa châu Âu và châu Á. Để đối phó với hỏa lực từ Nga, Ukraine hiện đang thúc đẩy Mỹ nhằm hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine ngày 26 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 khẩu đội Patriot từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều nước cho hay họ không có tổ hợp Patriot dự phòng. Phát biểu với MSNBC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Nếu có thể giải phóng thêm các khẩu đội Patriot của mình, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Mặt khác, Mỹ đang làm rất nhiều trong việc cung cấp tên lửa các khẩu đội đó. Ông Sullivan nhấn mạnh thêm, chính phủ Mỹ đang làm việc liên tục để thúc đẩy EU, NATO và các đối tác khác chia sẻ khả năng phòng không với Ukraine. Lầu Năm Góc đã cam kết bổ sung thêm đạn dược cho hệ thống Patriot như một phần của gói hỗ trợ lịch sử trị giá 6 tỷ đô la Mỹ được công bố ngày 26 tháng 4. Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đến được Ukraine vì chúng không nằm trong kho dự trữ hiện có của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thông báo viện trợ chỉ thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng với các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một khẩu đội MIM-104 Patriot do tập đoàn vũ khí Raytheon của Mỹ sản xuất có giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ và bao gồm nhiều bộ phận gắn trên xe tải, radar, anten, thiết bị điều khiển tương tác và các phương tiện hỗ trợ khác cùng 8 bệ phóng với tên lửa đánh chặn. Mỹ đã sản xuất hơn 1.100 bệ phóng Patriot trong nhiều năm và ước tính có hàng trăm hệ thống đang hoạt động cũng như được cất giữ trong kho. Tuy nhiên, Washington mới chỉ gửi một hệ thống duy nhất tới Ukraine. Đức đã gửi hai hệ thống Patriot cho Ukraine, trong khi Hà Lan gửi hai bệ phóng. Ông Sullivan nói thêm, trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ hợp tác với các nước châu Âu và đối tác ở những nơi khác trên thế giới để yêu cầu họ hỗ trợ khả năng phòng không cho Ukraine. Ngoài Đức và Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Romania cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu vận hành hệ thống Patriot. Trong khi Berlin gần đây cam kết sẽ cung cấp thêm một khẩu đội Patriot nữa cho Ukraine, thì Warsaw hồi đầu tuần lại cho biết họ không có hệ thống Patriot dự phòng nào. Tây Ban Nha cho biết họ sẽ chỉ cung cấp tên lửa phòng không cho Kiev, chứ không cung cấp các hệ thống thực tế. Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng tuyên bố sẽ không gửi hệ thống Patriot cho Ukraine nếu điều đó có thể gây nguy hiểm đến khả năng răn đe hoặc phòng không của nước này. Đứng trước tình trạng khát vũ khí trầm trọng, Tổng thống Zelensky trong nhiều tháng qua đã liên tục lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhanh chóng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev
đã cùng du nhiều nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cũng như tham gia nhiều diễn đàn quốc tế để thực hiện nhiệm vụ sống còn này. Theo tờ Washington Post, các nhà máy sản xuất đạn pháo, súng cối, xe quân sự, tên lửa và các vật dụng quan trọng khác ở Ukraine đang hoạt động gần như tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Thủ tướng Denis Mihan cho biết tại cuộc họp của chính phủ Ukraine rằng sản lượng quốc phòng đã tăng gấp 3 lần vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, sản xuất quốc phòng trong nước hiện không đủ để giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt từ hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là vũ khí của Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của mình. Giờ đây, sau hơn 2 năm xung đột toàn diện, Ukraine cần mọi thứ, từ những mặt hàng chủ lực như đạn dược. Ngày 26 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan tuyên bố năng lực phòng không của Mỹ đang trải rộng khắp toàn cầu và Washington không có Patriot nào để dành cho Ukraine. Theo ông Sullivan, Mỹ không sẵn sàng mạo hiểm phá hoại an ninh của chính mình, nhưng chính phủ Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để gây áp lực lên Liên minh châu Âu EU, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các đối tác khác nhằm chia sẻ khả năng phòng không của họ với Kiev. Trong bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên hệ phòng thủ Ukraine hôm 26 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 khẩu đội Patriot từ các nhà tài trợ của mình, nhưng Mỹ, người ủng hộ chính của Kiev, được cho là không có tên lửa dự phòng. Sau đó cùng ngày, ông Sullivan nói với MSNBC rằng các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Quan chức Mỹ nhấn mạnh, nếu chúng tôi có thể mở khóa thêm các khẩu đội Patriot của Mỹ, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Nhưng chúng tôi đang thực hiện rất nhiều việc cung cấp tên lửa thực sự cho các khẩu đội được bắn đi. Lầu Năm Góc thực sự đã cam kết bổ sung thêm đạn dược Patriot như một phần của gói hỗ trợ lịch sử trị giá 6 tỷ đô la Mỹ được công bố hôm 26 tháng 4. Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để đến nơi vì lô hàng này sẽ không có trong kho dự trữ hiện có của Lầu Năm Góc và thông báo thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một khẩu đội Mi-104 Patriot do tập đoàn vũ khí khổng lồ Raytheon của Mỹ sản xuất có giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ và bao gồm nhiều bộ phận gắn trên xe tải, bao gồm năng lượng, radar, anten, thiết bị điều khiển tương tác và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như 8 bệ phóng với tên lửa đánh chặn. Mỹ đã sản xuất hơn 1.100 bệ phóng Patriot trong nhiều năm và ước tính có hàng trăm chiếc đang hoạt động và cất giữ, nhưng chỉ gửi một khẩu đội duy nhất tới Ukraine. Thêm 2 khẩu đội đầy đủ được Đức tặng, trong khi Hà Lan dùng chung 2 bệ phóng. Ông Sullivan cũng cho biết thêm, trong khi chờ đợi, những gì chúng tôi sẽ làm là hợp tác với các đối tác châu Âu và các đối tác ở những nơi khác trên thế giới để yêu cầu họ cung cấp thêm khả năng phòng không cho Ukraine. Ngoài Đức và Hà Lan, có Ba Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Romania cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu vận hành hệ thống Patriot. Trong khi Berlin gần đây hứa sẽ cung cấp thêm một hệ thống Patriot nữa cho Ukraine, thì Warsaw vào đầu tuần lại tiết lộ rằng họ không có hệ thống phòng không nào dự phòng. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Efimerida, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc S-300 cho Ukraine. Ông Mitsotakis nêu rõ, Hy Lạp đã hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên, từ đầu, chúng tôi đã tuyên bố rằng Hy Lạp không thể cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng đối với khả năng răn đe của quốc gia. Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine hàng nghìn tên lửa, chất nổ, xe bộ binh, bom, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 3 năm nay, truyền thông Hy Lạp Athens đang xem xét việc chuyển sang hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukraine nếu nước này có thể mua được hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ. Bên cạnh đó, truyền thông địa phương đồn đoán về việc một thỏa thuận trao đổi có thể diễn ra với Mỹ để thay thế hệ thống Patriot tại Athens hoặc hệ thống S-300 trên đảo Crete. Tuy nhiên, Thủ tướng Mitsotakis dường như đã làm sáng tỏ các thông tin này trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 4, ông nhấn mạnh. Các hệ thống phòng không mà bạn đề cập rất quan trọng để bảo vệ không phận của Hy Lạp và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã có mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước láng giềng tiến gần đến xung đột quân sự vào năm 1987 và 1996. Trong những năm gần đây, cả hai nước cũng lên tiếng cáo buộc phía bên kia vi phạm không phận. Trong khi đó, Ukraine đang cần lực lượng phòng không để giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Washington Post Mỹ rằng nhóm của ông đã xác định được hơn 100 hệ thống phòng không Patriot mà họ tin rằng các đồng minh có thể không cần đến. Ông Kuleba tiết lộ đã xác định được 4 quốc gia châu Âu và châu Á sở hữu hệ thống Patriot có thể được gửi ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia. Trong khi đó, hồi đầu tháng này,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine cần 25 hệ thống Patriot với mỗi hệ thống có từ 6 đến 8 khẩu độ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Hiện Ukraine chỉ có từ 3 đến 5 hệ thống Patriot và số lượng cũng như địa điểm triển khai chính xác được giữ bí mật. Military Watch mới đây dẫn nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Nga cho biết, việc sản xuất động cơ tua bin khí cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 đã được Bộ Quốc phòng Nga khởi động lại tại nhà máy kỹ thuật Kalusky Engineer, thường được gọi là Kaluga. Động cơ tua bin khí đa nhiên liệu GTD-1250 đang được sản xuất với quy mô lớn. Đây là động cơ tiên tiến nhất trong dòng GTD-1000, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho biến thể T-80 mới nhất là T-80BVM. Động cơ GTD-1250 có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu từ diesel, dầu hỏa, xăng và nhiều hỗn hợp khác nhau. Đây là một khả năng được đánh giá cao, bởi trong điều kiện chiến đấu sẽ không có sẵn nguồn nhiên liệu phù hợp để cung cấp cho xe tăng. Thông tin này trùng hợp với chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu tới nhà máy xe tăng Omschanmat. Nhà máy này từng là nơi sản xuất xe tăng T-80 cho đến giữa những năm 1990 và hiện đang chịu trách nhiệm tân trang và hiện đại hóa chiếc xe này. Cơ sở này đã bắt đầu tái trang bị lại cho hàng trăm chiếc T-80 từ kho cất giữ kể từ khi nổ ra xung đột toàn diện giữa lực lượng Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm xung đột xảy ra, quân đội Nga đang ưa chuộng sử dụng T-72 và T-90 do những chiếc xe tăng này có chi phí vận hành rẻ hơn nhiều so với T-80. Do động cơ tua bin khí có chi phí cao, nên loại động cơ này chỉ được sử dụng trên xe tăng T-80 của Nga và xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Còn các loại xe tăng khác như T-72 và T-90 sử dụng động cơ diesel rẻ hơn đáng kể cả về sản xuất và bảo trì. Đây là yếu tố chính khiến Bộ Quốc phòng Nga ưa chuộng hai lớp xe tăng này hơn T-80 trong những năm hậu chiến tranh lạnh và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm đáng kể chi tiêu cho ngân sách. Tuy nhiên, thực tế vận hành T-80 trên chiến trường Ukraine đã khiến Bộ Quốc phòng Nga phải xem lại những đánh giá trước đây, đặc biệt là về hiệu quả chi phí của loại xe tăng này so với các xe tăng khác hiện có của Nga. Truyền thông nhà nước Nga tuyên bố vào tháng 9 năm 2023 rằng công việc đã bắt đầu tại nhà máy Omschanmat để khởi động lại việc sản xuất T-80 sau gần 3 thập kỷ gián đoạn. Việc Omschanmat sản xuất lại T-80 sẽ giúp nhà máy xe tăng Uran và Gonzavod có thêm điều kiện để tăng sản lượng sản xuất T-90M và T-14 Armata. Một số chuyên gia quân sự còn suy đoán rằng rất có thể sẽ có một biến thể T-80 mới với những cải tiến mạnh mẽ được phát triển, như tháp pháo không người lái và khoang lái được bọc thép tương tự như trên các nguyên mẫu T-14 Armata. Các báo cáo từ tiền tuyến đã chứng minh hiệu suất cao của T-80 và quân đội Nga đã tiếp tục biên chế thêm phiên bản mới nhất T-80BVM cho các đơn vị tuyến đầu ở Ukraine. Một chỉ huy quân đội Nga chiến đấu trực tiếp với các đơn vị sử dụng xe tăng Leopard của Ukraine đã nhấn mạnh khả năng cơ động tuyệt vời của T-80 khi so với Leopard khi được truyền thông địa phương phỏng vấn. Những chiếc Leopard đang chìm trong bùn, chúng liên tục mắc vào bùn lầy. Chúng tôi có thể quan sát từ máy bay không người lái cách chúng được kéo ra khỏi bùn. Xe của chúng tôi có động cơ tua bin khí, nó không sợ bùn, nó có thể vượt qua địa hình lầy lội dễ dàng. Đây là sự khác biệt cho phép xe tăng của chúng tôi hoạt động trong mọi thời tiết, hỗ trợ bộ binh và vượt qua chiến hào của đối phương dễ dàng. Ngoài lợi thế về tính cơ động, động cơ tua bin khí của T-80BVM còn được đánh giá cao nhờ khả năng khởi động nhanh trong điều kiện cực lạnh. Đây là lý do chính để Nga vẫn tiếp tục duy trì hoạt động một số lượng nhỏ lớp xe tăng này kể từ khi Liên Xô tan rã. T-80 có thể hoạt động hiệu quả ở khu vực Bắc Cực, trong khi các loại xe tăng sử dụng động cơ diesel thường mất hơn nửa giờ để khởi động ở nhiệt độ dưới âm 20 độ C. Ngày 26 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc 3 ngày làm việc tại Trung Quốc với lời cảnh báo tới lãnh đạo Trung Quốc ngừng xuất khẩu các nguyên liệu cho phép Nga xây dựng lại cơ sở công nghiệp của họ, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Theo đó, trong một cuộc họp báo, ông Blinken nhận định các công ty nhà nước Trung Quốc đang cung cấp thành phần quan trọng cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, bao gồm các thiết bị vi điện tử và công cụ máy móc có tác động vật chất chống lại Ukraine, tạo thành mối đe dọa ngày càng tăng mà Nga đặt ra cho các nước ở châu Âu. Theo ông Blinken, trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Vương Nghị, ông đã nói rõ rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hết kiên nhẫn trước việc Bắc Kinh từ chối ngừng hỗ trợ cho Nga. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đang xem xét các hành động mà chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện. Nếu không thấy có sự thay đổi, chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 100 thực thể Trung Quốc,
kiểm soát xuất khẩu và chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các biện pháp bổ sung. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã có tiến bộ quan trọng trong việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung kể từ cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với ông Tập ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, những yếu tố bất đồng chính, bao gồm căng thẳng về thương mại, Đài Loan và các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông vẫn là trở ngại lớn. Ông Blinken nói đã thảo luận về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả việc chống lại các hoạt động bảo trì thường lệ của Philippines, đồng thời nói thêm rằng các cam kết quốc phòng của Mỹ với Philippines vẫn là sắt thép. Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc chính quyền Biden đưa ra yêu cầu đối với chính phủ Trung Quốc mà không thực hiện sự hợp tác đã được ông Tập và ông Biden thống nhất vào tháng 11 năm 2023. Phát biểu về cuộc gặp của ông Tập với Ngoại trưởng Blinken, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng không nên tham gia vào một cuộc cạnh tranh luẩn quẩn và nên tôn vinh lời nói bằng hành động thay vì nói một đằng làm một nẻo. Trong một động thái bên lề, tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc xung đột ở Ukraine, phản ứng lại những lời chỉ trích của khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Trước đó, hôm 25 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chỉ trích Bắc Kinh hỗ trợ việc sản xuất vũ khí của Nga thông qua việc xuất khẩu các linh kiện có công dụng kép sang nước này. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, năm ngoái, Nga đã nhập khẩu 90% thiết bị vi điện tử từ Trung Quốc được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay. Trung Quốc đang nỗ lực cung cấp cho Nga những khả năng và hình ảnh vệ tinh được cải thiện. Ông Stoltenberg cũng cho biết thêm, Trung Quốc nói rằng họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Đồng thời, Bắc Kinh tiếp tục tiếp sức cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Họ không thể có cả hai điều này. Ông Stoltenberg cảnh báo, các đồng minh phương Tây không nên trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc như họ đã từng phụ thuộc vào Nga. Ông nói, trước đây, chúng ta đã phạm sai lầm khi phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Chúng ta không được lặp lại sai lầm đó với Trung Quốc. Phụ thuộc vào tài chính, nguyên liệu thô, công nghệ của họ, sự phụ thuộc khiến chúng ta dễ bị tổn thương. Ông Uông bác bỏ tuyên bố này, nói rằng nó chỉ dựa trên tin đồn. Nhà ngoại giao nói Trung Quốc không gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine và trách nhiệm của NATO đối với vấn đề này là không thể thay đổi. Ông nói thêm rằng khối quân sự do Mỹ lãnh đạo nên suy ngẫm về vai trò của mình, ngừng đổ lỗi và làm điều gì đó thiết thực để thúc đẩy một giải pháp chính trị. Theo Bắc Kinh, việc NATO mở rộng ở châu Âu và từ chối xem xét những lo ngại về an ninh quốc gia của Nga đã gây ra sự đối đầu. Lộ trình hòa bình mà Trung Quốc đề xuất vào đầu năm 2023 kêu gọi giải quyết vấn đề cốt lõi đó. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại Trung Quốc-Nga đạt kỷ lục 240,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng 26,3% so với một năm trước đó. Các lô hàng của Trung Quốc đến Nga đã tăng 46,9% vào năm 2023, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 13%. Ngày 25 tháng 4, trong một bài phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5. Đây có thể sẽ là chuyến đi công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi tái đắc cử. Lần gần đây nhất ông Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 26 tháng 4, Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov cảnh báo không thể loại trừ khả năng quan hệ ngoại giao với Canada có thể bị hạ cấp sau khi Ottawa tịch thu tài sản của Moscow. Ông tuyên bố, tôi không muốn dự đoán từ bây giờ những bước đi mà phía Canada sẽ thực hiện. Chúng tôi sẽ vạch ra các biện pháp trả đũa cho bất kỳ tình huống nào. Các nước phương Tây bao gồm Canada nên suy nghĩ kỹ xem liệu việc tịch thu có phải là lợi ích của họ hay không. Theo Đại sứ Stepanov, không thể loại trừ khả năng quan hệ ngoại giao với Ottawa có thể bị hạ cấp sau khi Canada tịch thu tài sản của Nga. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh về bản chất và mức độ quan hệ ngoại giao trong tương lai, không thể loại trừ bất cứ điều gì. Tất cả lựa chọn đều được đưa ra xem xét, nhưng trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ xem xét đến lập trường và lợi ích của Nga. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Nga có thể đáp trả về mặt kinh tế và chính trị nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Ông Ryabkov nói, tất nhiên, hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Nhiều đại diện cấp cao trong chính phủ của chúng tôi đã đưa ra đề xuất với các biện pháp đáp trả kinh tế, tài chính đối với phương Tây. Ông cũng cho biết thêm, chúng tôi đang xem xét các biện pháp thích hợp đáp trả nhằm vào tài sản của các đối thủ phương Tây, cũng như các biện pháp đáp trả ngoại giao. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga không nêu rõ việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao có thể dẫn tới điều gì. Trước đó, Điện Kremlin nói rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đã ở mức thấp dưới không, mặc dù chưa có sự hạ cấp chính thức nào về quan hệ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.
Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hầu hết số tài sản này đang được nắm giữ ở Liên minh châu Âu, EU. Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine đối phó Nga và tái thiết đất nước. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Dự luật này cho phép Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản Nga đang giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển cho Ukraine. Hơn 6 tỷ đô la Mỹ trong số 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Nga nằm trong các ngân hàng Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul, người hoài nghi về đề xuất này, đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là một hành động xung đột kinh tế. Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga bất chấp những lo ngại rằng điều này sẽ vấp phải thách thức pháp lý. Trong khi đó, Liên minh châu Âu miễn cưỡng làm như vậy vì lo Nga trả đũa. Các quốc gia EU, những nước đang nắm giữ phần lớn các quỹ bị đóng băng, được cho là lo ngại việc tịch thu tài sản Nga sẽ gây bất ổn cho đồng euro. Điện Kremlin cảnh báo, Moscow đã có sẵn danh sách các tài sản của Mỹ và châu Âu để tịch thu trong trường hợp phương Tây quyết định tịch thu tài sản của Nga. Ngày 26 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tập kích hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu vực định cư Udakhnoye ở Donetsk. Udakhnoye nằm ở phía tây tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakleja thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực kéo hạng nhẹ M102 105mm của Mỹ, 1 radar phản hỏa INTPQ-50 do Mỹ thiết kế, 1 pháo phản lực FH-70 của Anh và các trang thiết bị vũ khí khác, thông cáo cho hay. Trước đó, tại hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Moscow sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine. Trước đó, các cuộc tấn công của Nga hôm 19 tháng 4 vào tỉnh Dnipropetrovsk nhằm vào nhà ga đường sắt thành phố Dnipro cũng cho thấy mối đe dọa mới đối với cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh phương Tây bắt đầu nối lại hoặc tăng cường viện trợ cho Ukraine sau một thời gian dài gián đoạn. Đầu năm nay, khi Ukraine thiếu hụt vũ khí, đạn dược nghiêm trọng, Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, trọng tâm của Moscow đã chuyển sang mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt, nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine cũng như đưa vũ khí đó ra tiền tuyến. ISVK nhận định, Nga có thể thay đổi mục tiêu đã đặt ra để tấn công cơ sở hạ tầng giao thông hậu cần và kho quân sự của Ukraine. Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng tấn công hệ thống giao thông sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng trên mặt trận và trì hoãn các khả năng mà sự hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ mang lại cho Kiev. Trong khi đó, Nga đã không ít lần cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự, mà chỉ kéo dài xung đột ở Ukraine và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Giới chức Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột. Tờ Bild của Đức mới đây đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có bữa tối bí mật với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại một nhà hàng ở một trong những khách sạn 5 sao ở Berlin. European Pravda trích dẫn Bild cho biết, bà Baerbock và ông Stoltenberg bị phát hiện khi họ rời khỏi khách sạn 5 sao hôm 25 tháng 4, xung quanh là 7 nhân viên an ninh. Theo Bild, hai quan chức cấp cao đã dành gần 3 tiếng đồng hồ tại nhà hàng của khách sạn Telegraph Phenam. Các nhân chứng cho biết Ngoại trưởng Đức và Tổng thư ký NATO đã ăn tối và có các thảo luận sôi nổi. Theo thông tin từ Bild nắm được, ông Stoltenberg đã đề nghị gặp bà Baerbock để thảo luận về an ninh châu Âu và hỗ trợ thêm cho Ukraine. Trước đó cùng ngày 25 tháng 4, trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Berlin, ông Stoltenberg đã kêu gọi các đồng minh tăng tốc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh rằng nước này vẫn có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến toàn diện chống lại Nga. Ông nói rằng các quốc gia thành viên NATO nên ưu tiên hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, thay vì đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng của chính họ. Theo ông,
Sự hỗ trợ không đầy đủ từ phương Tây dành cho Ukraine là lý do giúp Nga đạt được những tiến bộ trên chiến trường, nhưng viện trợ quân sự cho Kiev đang gia tăng, Tổng thư ký NATO nói. Chúng ta phải thành thật. Thực tế là trong những tháng gần đây, các đồng minh NATO đã không cung cấp sự hỗ trợ như chúng ta đã hứa. Trong nhiều tháng, Mỹ không thể đồng ý một gói nào, và ở châu Âu việc cung cấp đạn dược thấp hơn nhiều so với mức chúng tôi cam kết sẽ cung cấp. Hôm 24 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký gói viện trợ trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau cuộc đối đầu kéo dài giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, tức là giảm gần một nửa số vũ khí và đạn dược của Mỹ được cung cấp. Năm 2023, EU cam kết sẽ cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo trước tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, khối này sau đó thừa nhận sẽ không thể đạt được mục tiêu này. Các quan chức Ukraine trước đây cho biết họ chỉ nhận được khoảng 1/3 số vũ khí đã hứa. Ông Stoltenberg thừa nhận, những sự chậm trễ này gây ra hậu quả. Nếu không có đủ viện trợ của phương Tây, Ukraine đã bị áp đảo về vũ khí, cho phép Nga tiến lên tiền tuyến. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để Ukraine chiếm ưu thế vì đang có thêm sự hỗ trợ. Tổng thư ký NATO lưu ý rằng Anh gần đây đã công bố bổ sung thêm đạn dược, hệ thống phòng không và khả năng tấn công có độ chính xác sâu cho Kiev, trong khi Đức hứa sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot thứ 3 do Mỹ sản xuất. Về phía Nga, hôm 22 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng gói viện trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ hoặc bất kỳ chuyển giao vũ khí nào khác cho Ukraine sẽ không thay đổi động lực ở tiền tuyến. Ngày 26 tháng 4, người đứng đầu cơ quan tình báo lực lượng phòng vệ Estonia, đại tá An Kivisek nhận định Nga đang cố gắng tận dụng cơ hội cuối cùng để đẩy mạnh các cuộc tấn công trước khi thiết bị quân sự và đạn dược của phương Tây đến Ukraine. Đại tá Kivisek cho rằng hoạt động của lực lượng Nga vẫn tập trung vào việc gây áp lực lên thành phố Chasovia phía tây Bakhmut, mặt trận Marinka phía tây Donetsk và tấn công các khu định cư trên tuyến đường sắt nối Avdiivka và Porov. Ông nói, trong trường hợp mới nhất, các lực lượng Nga cũng đã xuyên thủng phòng thủ của Ukraine ở Ochevitine. Bằng cách duy trì nhịp độ và tốc độ tấn công, Nga đang cố gắng tận dụng cơ hội cuối cùng trước khi viện trợ của phương Tây đến Ukraine và đưa vào tác chiến. Trong khi đó, ông Kivisek nói thêm rằng những tiến bộ của Nga trên chiến trường vẫn mang tính cục bộ và nguy cơ sụp đổ phòng tuyến của Ukraine đang giảm dần. Vị đại tá biết, nhờ các hoạt động phòng không thành công, Ukraine đã ngăn chặn các máy bay ném bom tầm xa của Nga tấn công sâu vào lãnh thổ trong tuần qua, cũng như làm giảm cường độ ném bom của lực lượng Nga. Mặt khác, ông nói, Ukraine đã và đang thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào một số cơ sở quân sự ở bán đảo Crimea và các cơ sở dầu mỏ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Những đánh giá của ông Kivisek được đưa ra không lâu sau khi Bloomberg ngày 18 tháng 4 dẫn nguồn thạo tin cho hay giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang lo ngại rằng lực lượng Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong những tuần tới. Nguồn tin nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục tiến công nhờ lợi thế về đạn dược. Lực lượng Nga hiện đã tiến tới vùng ngoại ô Chasovia ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, một thị trấn quan trọng đối với lực lượng phòng thủ của Ukraine trong khu vực do có vị trí cao. Trong khi đó, lực lượng Ukraine gặp khó khăn vì sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của Mỹ và châu Âu, cũng như tình trạng thiếu nhân lực. Nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây đã bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái. Các hạ tầng quan trọng của Ukraine do vậy trở nên dễ tổn thương trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Vừa qua, chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá gần 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Kiev kỳ vọng gói viện trợ này sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không, đối phó các làn sóng tấn công quy mô lớn của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí nói rằng gói viện trợ của Mỹ đã trao cho Ukraine cơ hội giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cảnh báo nếu Mỹ không gửi thêm viện trợ quân sự, Ukraine có thể thua trong cuộc chiến với Nga vào cuối năm nay. Ông nói, với sự thúc đẩy từ hỗ trợ quân sự, cả về mặt thực tế và tâm lý, tôi nghĩ người Ukraine hoàn toàn có khả năng tự đứng vững cho đến năm 2024. Ngược lại, nếu không có thêm viện trợ, tình hình sẽ trở nên thảm khốc hơn rất nhiều. Thế trận của Ukraine được cho là sẽ phụ thuộc rất lớn vào tốc độ bàn giao viện trợ mới của Mỹ. Quân đội Nga ở miền nam Ukraine đang áp dụng chiến lược phòng thủ mới để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV tấn công thầm lặng Baba Yaga. Theo tờ Newsweek, đó là tuyên bố gần đây của ông Dmitry Rogozin, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roskosmos và đang là quan chức do Moscow bổ nhiệm tại Zaporizhia. Khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2022. Theo ông, Ukraine đã tăng cường phạm vi hoạt động cũng như khả năng tàng hình cho UAV Baba Yaga.
Ông Rogozin chia sẻ trên Telegram rằng, chúng tôi sẽ xóa sổ các UAV này sau khi nghiên cứu được thói quen, lộ trình và chiến thuật của chúng. Điều quan trọng không chỉ là bắn hạ UAV mà còn phải tìm ra nơi người điều khiển ẩn náu. Cũng theo ông, quân đội Nga không thể nghe thấy âm thanh từ UAV, nhưng có thể nhìn thấy chúng trong phạm vi chụp ảnh nhiệt ở khoảng cách vài km. Trước đây, ông Rogozin từng khẳng định UAV Baba Zaka được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga khi chúng được triển khai theo cặp cùng với UAV góc nhìn thứ nhất FPV. UAV Baba Zaka do Ukraine tự sản xuất, có tốc độ bay hơn 80 km/h, tải trọng tối đa 15 kg và phạm vi hoạt động 10 km. UAV được trang bị camera ảnh nhiệt để phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm. Hồi đầu tháng này, ông Samuel Bendit tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA của Mỹ cho rằng các UAV Baba Zaka có thể là phiên bản UAV nông nghiệp đã được điều chỉnh và thường được thiết kế dưới dạng máy bay 4 cánh hoặc 6 cánh. Ông Bendit nhận định Nga đang cố gắng sản xuất các UAV tương ứng nhưng hiện chưa có loại tương tự như Baba Zaka. Ông Bendit nhấn mạnh, Ukraine là chuyên gia trong việc điều khiển các UAV này. Trong khi đó, ông Rogozin cũng thừa nhận những tiến bộ về mặt công nghệ UAV của Ukraine. Ông nói, đây không còn là việc biến UAV nông nghiệp thành UAV chiến đấu, mà nó đã trở thành loại UAV trực thăng hạng nặng, trang bị động cơ điện và pin mạnh để tăng phạm vi hoạt động. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine đã thúc đẩy quá trình cải tiến và phát triển UAV nhanh chóng, khiến Kiev và Moscow không ngừng nỗ lực để vượt mặt đối phương. Các loại UAV sử dụng trên mặt đất, trên không và dưới nước với nhiều tính năng như tấn công mục tiêu và phát nổ, thu thập thông tin tình báo hoặc dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng pháo binh cũng đã nhanh chóng được ra đời. Nga và Ukraine được cho đã phá hủy hàng trăm UAV của nhau mỗi ngày. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, ông Mikhail Fedorov từng nhận định rằng UAV đôi khi hoạt động hiệu quả hơn cả các hệ thống pháo. Trong bối cảnh có tin đồn Thủ tướng Benjamin Netanyahu và loạt quan chức giới quyền sắp bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công khai tuyên bố rằng bất kỳ phán quyết nào do ICC ở The Hague đưa ra sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Tờ Times of Israel đưa tin, trong một tuyên bố được chia sẻ trên Telegram, ông Netanyahu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague nhằm làm suy yếu quyền cơ bản của Israel để tự bảo vệ mình. Mặc dù các quyết định của Tòa án ở The Hague sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng chúng sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, đe dọa quân nhân và các nhân vật của công chúng. Theo Reuters, những tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi kênh 12, một trong những hãng truyền hình hàng đầu của Israel, mới đây đưa tin rằng chính quyền Israel ngày càng lo lắng trước khả năng ICC sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác vì cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc xung đột ở Gaza. Sau đó, kênh 13 của Israel cũng đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tổ chức các cuộc họp bí mật về khả năng Tòa án Quốc tế ở The Hague ban lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng Quân đội Hezi Halevi. Kênh 13 của Israel đưa tin rằng các cuộc họp diễn ra dựa trên dự đoán về khả năng lệnh bắt giữ quốc tế sẽ được ban hành nhắm vào các quan chức cấp cao ở Israel trong những ngày tới. Kênh này cho biết, theo thông tin và dấu hiệu mà các quan chức cấp cao ở Israel có được, có khả năng tòa án ở The Hague sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Yoav Gallant và Halevi. Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, một số biện pháp tức thời đã được phê duyệt để Israel đáp trả động thái tiềm tàng này, bao gồm cả việc phát động một chiến dịch chính trị ở cấp độ quốc tế để chống lại lệnh bắt giữ tiềm năng này. Kênh 13 tiết lộ rằng ông Netanyahu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ tư tuần sau với những người đồng cấp từ Hà Lan, Cộng hòa Séc và Áo như một phần trong nỗ lực cản bước đi của tòa án ở The Hague. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer và Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog sẽ liên hệ với Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Kênh 13 dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel nói thêm rằng ICC dự kiến sẽ tập trung vào các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Israel hơn là quan chức quân đội cấp thấp trong lệnh bắt giữ. Ông Netanyahu cũng được cho là đã khẩn cấp gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Dermer, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yair Levin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz để thảo luận về vấn đề này và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ. Ngày 27 tháng 4, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ khi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tàu thương mại trong khu vực nhằm ủng hộ người dân Palestine ở Gaza. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận lực lượng Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo chống hạm vào Biển Đỏ từ Yemen, gây thiệt hại nhỏ cho tàu Andromeda Star. Dữ liệu của công ty cung cấp dịch vụ bảo an hàng hải Ambrey cho biết, tàu Andromeda Star thường xuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Nga. Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết, thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại về con tàu.
Vào thời điểm bị tấn công, tàu này đang chở dầu thô của Nga từ thành phố Primorsk của Nga sang thành phố Vadina, Ấn Độ. Song song với tuyên bố của Houthi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cũng xác nhận việc lực lượng thân Iran trên đã bắn 3 quả tên lửa đạn đạo đối hạm về phía tàu Andromeda Star, khiến tàu này bị hư hại nhẹ. Ngoài Andromeda Star, theo CENTCOM, nhóm Houthi còn tấn công tàu MV Maisa ở gần đó. Trong khi đó, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO khẳng định Houthi tấn công tàu Andromeda Star thành 2 đợt. Trong đợt đầu tiên, một tên lửa bắn đi và rơi xuống vùng nước gần mục tiêu. Kế đó, ít nhất một trong hai tên lửa bắn ra sau đó đã gây thiệt hại cho con tàu. Trong nhiều tháng qua, Houthi thường xuyên tấn công các tàu hàng liên quan đến Mỹ, Anh và Israel di chuyển trên Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở dải Gaza. Nhiều khả năng nhóm vũ trang này đã sử dụng thông tin không cập nhật khi tấn công tàu Andromeda Star. Người phát ngôn nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn diện tích Yemen, Yahya Serra, khẳng định tàu Andromeda treo cờ Panama và thuộc sở hữu của doanh nghiệp Anh. Tuy nhiên, dữ liệu hàng hải quốc tế cho biết con tàu này vừa được bán cho một doanh nghiệp đăng ký tại Seychelles hồi tháng 11 năm 2023. Đây có thể là khả năng khiến tàu Andromeda Star bị tấn công dù đang chở dầu Nga. Moscow là đồng minh lớn của Iran, trong khi Houthi nhận sự hậu thuẫn lớn từ Tehran. Ngày 26 tháng 4, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiếp ông Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mối lo ngại của Bắc Kinh rằng Washington đang thực hiện các biện pháp để kìm hãm sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tập Cận Bình nói, đây là một vấn đề cơ bản cần được giải quyết, giống như chiếc nút áo đầu tiên trên sơ mi phải được cài đúng cách, để từ đó mối quan hệ Trung-Mỹ thực sự ổn định, cải thiện và tiến về phía trước. Trong khi đó, tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, tại cuộc tiếp ông Blinken, ông Tập Cận Bình nói năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh đó, hai quốc gia nên là đối tác, không phải đối thủ, đồng thời phải hiểu nhau, không làm tổn thương lẫn nhau và nên tìm kiếm điểm chung trong khi khắc phục khác biệt. Ông cũng đưa ra ba nguyên tắc cho quan hệ Trung-Mỹ là tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Chủ tịch nước Trung Quốc nêu vấn đề, chúng tôi không sợ cạnh tranh, nhưng cạnh tranh nên hướng đến tiến bộ chung, không phải cái được của bên này là cái mất của bên kia. Khẳng định nước này không tập hợp lực lượng hay tạo ra các nhóm khép kín, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh cả hai bên có thể có bạn bè và đối tác của riêng mình, không nhắm vào nhau, không đối lập với nhau và không làm tổn thương nhau. Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc vui khi thấy một nước Mỹ tự tin, cởi mở và thịnh vượng và hy vọng rằng Mỹ cũng có thể có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Trung Quốc. Trước đó, trong cuộc gặp với ông Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ví von con tàu khổng lồ quan hệ Mỹ-Trung đã ổn định, nhưng những yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ vẫn ngày càng gia tăng và thành hình. Ông Vương Nghị cũng cáo buộc Mỹ đã thực hiện các biện pháp bất tận để đàn áp kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc nêu lập luận, quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc đã bị đàn áp một cách vô lý và các lợi ích cốt lõi của chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức. Lập trường cứng rắn với Trung Quốc có lẽ là một trong những điểm hiếm hoi được cả hai đảng tại Mỹ nhất trí. Từ Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới người tiền nhiệm Donald Trump trước đó, sự cạnh tranh với Trung Quốc luôn là điều công khai. Chuyện này rõ ràng khiến nhiệm vụ của Ngoại trưởng Blinken trở nên khó khăn hơn khi ông phải đề cập tới những khác biệt quan trọng giữa hai nước, bao gồm xung đột Nga-Ukraine, vấn đề Đài Loan, tình hình Biển Đông, tình trạng nhân quyền ở Tân Cương và căng thẳng trong hoạt động kinh tế, thương mại song phương. Hôm 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh Sirius XM. Tại đây, ông Biden nói rằng ông sẵn sàng vui vẻ tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden vẫn chưa có dự tính về thời điểm và địa điểm hai người gặp nhau tranh luận. Sau khi Tổng thống Biden công khai đồng ý tranh luận, đội ngũ của ông Trump đã nhanh chóng phản ứng sau. Cố vấn tranh cử cấp cao của ông Trump, Chris LaCivita, lập tức đăng trên mạng xã hội X thông điệp, được rồi, hãy đặt lịch thôi. Vài tiếng sau, cựu Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu đăng hàng loạt bình luận trên mạng xã hội Truth Social nhắm vào ông Biden. Ông Trump cho rằng người kế nhiệm không nói thật lòng, nhưng ông đề xuất tranh luận trong các tối ngày 29, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 khi ông đến Michigan vận động tranh cử. Trong một đăng tải khác, cựu Tổng thống Trump bày tỏ bức xúc về vụ kiện chi tiền bịt miệng ở New York, thực chất là can thiệp bầu cử chống lại đối thủ chính trị như cuộc săn phù thủy. Ông cáo buộc phe Dân Chủ đứng sau cuộc chiến pháp lý và thách đấu với ông Biden ở New York, ngay tại tòa án trước ống kính truyền hình quốc gia. Khi rời New York vào chiều ngày 26 tháng 4, ông Trump lặp lại thông điệp khiêu chiến với Tổng thống Biden. Chúng tôi đã sẵn sàng, cứ thông báo địa điểm rõ ràng, tôi có thể tranh luận cả ở Nhà Trắng, nếu làm ở đấy thì thoải mái quá. Cho đến thời điểm hiện tại, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden vẫn từ chối cam kết tham gia bất kỳ buổi tranh luận công khai nào với ông Trump, vốn là truyền thống mỗi mùa bầu cử Mỹ từ năm 1976. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Biden cho biết,
mọi quyết định tranh luận sẽ được cân nhắc dựa trên cách hành xử của cựu Tổng thống. Ông Trump không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua. Tổ chức Ủy ban tranh luận Tổng thống CPD đã lên lịch tổ chức 3 sự kiện tranh luận giữa các ứng viên, gồm các ngày 16 tháng 9 tại Texas, mùng 1 tháng 10 tại Virginia và ngày 9 tháng 10 tại Utah. Hàng chục hãng truyền thông Mỹ đã gửi thư đề nghị ông Trump và ông Biden cam kết tham gia các buổi tranh luận. Trước đó, ông Trump từng chỉ trích CPD thiên vị ông Biden khi hai người tranh luận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau vòng tranh luận thứ hai, ông Trump phát hiện mắc COVID-19 và ông Biden tuyên bố không muốn có thêm bất kỳ buổi tranh luận trực tiếp nào nữa với đối phương. Ngày 26 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không phải là mối đe dọa với châu Âu, nhưng quan hệ giữa Moscow và phương Tây cũng không thể trở về trước. Ông Peskov cho biết, Nga không đe dọa châu Âu và kỳ vọng rằng châu Âu cũng không đe dọa Nga. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc quan hệ giữa Moscow và phương Tây vẫn diễn ra bình thường, không ai muốn điều đó. Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga vẫn sẽ coi các quốc gia châu Âu là láng giềng sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kết thúc. Việc duy trì quan hệ là bắt buộc với cả hai phía, nhưng Moscow sẽ không quay lại với các thông lệ cũ. Ông Peskov nói thêm, chúng tôi đã có nhiều bài học về cách phương Tây đối xử với Nga. Bất kỳ mối quan hệ nào trong tương lai cũng phải xây dựng lại từ đầu, dựa trên những nền tảng mới. Trước ông Peskov, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng cuộc xung đột Ukraine đã thể hiện rõ việc Moscow không thể tiếp tục tin tưởng vào phương Tây. Ông Lavrov cho biết, không có bất kỳ ảo tưởng nào từ những năm 1990 còn sót lại. Phương Tây sẽ không mở rộng vòng tay với Nga và cũng không có sự dân chủ nào để đoàn kết tất cả. Mỹ và các đồng minh muốn vượt lên từ sự suy yếu của những nước khác. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga sẽ nổ ra xung đột với các quốc gia châu Âu sau Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định rằng Moscow không có lý do và cũng không đạt được lợi ích gì nếu làm vậy. Trong bài phát biểu gần 2 giờ tại Đại học Sorbonne ở Paris ngày 25 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng châu Âu có thể lụi tàn nếu không trở nên tự lực hơn, xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc cho riêng mình, cũng như không thực hiện cải cách kinh tế và thương mại lớn để cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Pháp, châu lục quá chậm chạp và thiếu tham vọng vào thời điểm Liên minh châu Âu-EU gồm 27 thành viên cần trở thành một siêu cường, bảo vệ vững chắc biên giới của chính mình và có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Ông Macron cho biết, cuộc chiến ở Ukraine có thể thấy châu Âu không có đủ vũ khí để tự vệ nếu đối đầu với một cường quốc như Nga. Ông tuyên bố, Nga không được phép thắng trong cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh quân đội mạnh, chương trình và lực lượng can thiệp nhanh, cùng các trang thiết bị quân sự tự sản xuất là những điều cần thiết với châu Âu. Bình luận về phát ngôn mới của Tổng thống Pháp, người đứng đầu chương trình châu Âu tại Viện Montaigne ở Pháp, Georgina Gray nói, những ý tưởng này nhìn chung không mới mẻ, song nó mang lại cảm giác cấp bách hơn so với phát biểu năm 2017 của ông Macron. Trong bài phát biểu đầu tiên ở Đại học Sorbonne năm 2017, ông Macron đã đề ra khái niệm về chủ quyền châu Âu sau khi Anh rời khỏi EU và ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Châu Âu đã chứng kiến những thay đổi đáng kể từ sau lời kêu gọi đó của ông Macron. Đại dịch COVID-19 khiến Đức phá vỡ điều cấm kỵ lâu nay và ủng hộ phát hành nợ chung của châu Âu. Cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đã thúc đẩy châu Âu tăng ngân sách quốc phòng. Đây là điều mà ông Macron từ lâu kêu gọi nhằm giảm phụ thuộc vào sức mạnh quân sự Mỹ. Năm 2019, Tổng thống Pháp thậm chí mô tả NATO đang gặp nguy hiểm vì không thích nghi với thế giới đang thay đổi. Bình luận của ông Macron khi đó khiến một số đối tác phương Tây khó chịu và không phải tất cả người châu Âu tin rằng Tổng thống Pháp là người dẫn dắt liên minh đến một tương lai mới. Thành viên cấp cao của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, Celia Bailey nói, tầm nhìn của ông Macron đã đạt được sức hút vì lịch sử đang đi theo hướng đó. Khái niệm chủ quyền châu Âu ông đưa ra năm 2017 là ý tưởng có tầm nhìn xa, đi trước thời đại vài năm. Bên cạnh đó, kịch bản ông Trump, người luôn hoài nghi chủ nghĩa đa phương, trở lại Nhà Trắng cũng khiến các cuộc thảo luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng châu Âu chuyển từ có nên thực hiện hay không thành nên làm như thế nào. Bất chấp những bất đồng gần đây liên quan tới ý tưởng triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine, phản ứng đầu tiên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz với phát biểu của ông Macron khá tích cực. Ông Scholz viết trên mạng xã hội X rằng Pháp và Đức muốn châu Âu mạnh mẽ. Thủ tướng Đức cho biết bài phát biểu của Tổng thống Pháp chứa đựng những ý tưởng hay. Phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Groningen, David Cadier, đồng tình rằng xung đột Ukraine và kịch bản ông Trump tái đắc cử đã cho thấy lời kêu gọi của ông Macron về tăng năng lực quốc phòng và chủ quyền châu Âu là đúng đắn.
Phó giáo sư Kadir nói thêm rằng, một số quốc gia vốn nghi ngờ những ý tưởng này đang dần bị thuyết phục. Vài tháng trước, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cũng đã lặp lại những lời kêu gọi của ông Macron. Phóng viên chuyên mảng đối ngoại châu Âu của NRC ở Hà Lan, Caroline de Kruijzer nói, tôi tin tầm nhìn của ông Macron cuối cùng sẽ có sức hút. Ông Macron là một trong số ít lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược về quốc phòng, an ninh quốc gia và châu Âu. Phần còn lại chỉ nghĩ đến lợi ích quốc gia riêng hoặc vẫn phủ nhận những ý tưởng đó. Tổng thống Macron ủng hộ thành lập lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu gồm khoảng 5.000 quân nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng và dự kiến chính thức hoạt động vào năm 2025. Ông cũng kêu gọi thành lập Học viện Quân sự châu Âu để cải thiện khả năng phối hợp giữa quân đội các nước trong khu vực. Phóng viên The Cruiser cho rằng lãnh đạo Pháp cuối cùng đã không còn ảo tưởng về chiếc ô an ninh của Mỹ dành cho châu Âu. Nhà bình luận cho hay, ông ấy không muốn chờ đợi tới khi Washington cắt giảm những cam kết của họ và tin rằng châu Âu nên tự chuẩn bị. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác không đánh giá cao bài phát biểu của lãnh đạo Pháp. Giáo sư John Denny tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Chiến tranh Quân đội Mỹ cho rằng, tầm nhìn của ông Macron về quốc phòng châu Âu khó có thể có sức hút vì ba lý do. Đầu tiên, dù ông Macron đã chuyển lập trường từ ủng hộ Nga sang ủng hộ Ukraine, Denny cho rằng vẫn cần phải cân nhắc liệu Tổng thống Pháp đã có hành động trên thực tế hay chỉ dừng lại ở lời hùng biện. Ông đặt câu hỏi tại sao Pháp cản trở mua sắm đạn dược bên ngoài châu Âu, trong khi rõ ràng khối không đáp ứng được cam kết với Ukraine trong nhiều tháng qua. Giáo sư Denny nói, tại sao Pháp dường như vẫn tụt hậu quá xa so với các nước khác trong khu vực về viện trợ cho Ukraine. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Pháp công bố thống kê cho thấy tổng giá trị trang thiết bị quân sự nước này chuyển cho Ukraine là hơn 2,6 tỷ euro, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Pháp cũng đóng góp gần 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Hòa bình châu Âu. Pháp cũng giúp huấn luyện khoảng 10.000 lính Ukraine ở Ba Lan và Pháp. Trong khi đó, Đức đã hỗ trợ hơn 22 tỷ euro, tương đương 23,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong lĩnh vực nhân đạo, tài chính và quân sự. Anh cũng đã cam kết viện trợ ít nhất 12 tỷ euro cho Ukraine. Ông Macron đã cải thiện quan hệ với các nước Trung Âu, song Pháp vẫn chưa cam kết tăng cường sức răn đe cho sườn đông của NATO, nơi giáp biên giới với Ukraine và Nga. Đây được xem là lý do thứ hai khiến giáo sư Denny cho rằng những khái niệm mà ông Macron đưa ra nói dễ hơn làm. Vị giáo sư này nhấn mạnh, xung đột Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sau nhiều năm thiếu đầu tư. Ngành này vẫn bị quốc hữu hóa và chia nhỏ quá mức, cản trở tham vọng tăng cường vũ khí tự sản xuất và nỗ lực phát triển năng lực quốc phòng của châu Âu. Giám đốc phân tích tại Hospodárske noviny ở Slovakia, Martin N. cũng không quá lạc quan về những ý tưởng xây dựng châu Âu tự cường của lãnh đạo Pháp. Giám đốc N cho rằng các nước như Hungary có thể cản trở tầm nhìn đó vì mối quan hệ thân thiết với Nga, trong khi một số quốc gia sẽ ưu tiên cho lợi ích kinh tế riêng, khó bị thuyết phục thay đổi lập trường. Phòng thủ chung là thách thức lớn nhất trong tất cả thách thức mà EU đối mặt hiện nay. Theo Federico Fabbrini, giáo sư luật châu Âu tại Đại học thành phố Dublin ở Ireland, giáo sư Fabbrini nói, cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu của EU trong lĩnh vực này và sự phụ thuộc của những nước thành viên vào Mỹ. Theo giáo sư Fabbrini, là chính trị gia có tầm nhìn rõ ràng về tương lai hội nhập châu Âu, Tổng thống Macron dường như đã lường trước thách thức, thúc đẩy hợp tác quân sự. Tuy nhiên, những ý tưởng chính sách quốc phòng của Pháp thường bị coi là mang tính bá quyền, khiến các đối tác EU ngần ngại. Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng bài phát biểu thức tỉnh châu Âu của ông Macron là nỗ lực củng cố đảng phục hưng ôn hòa của ông, hiện đứng thứ hai trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất và đứng đằng sau đảng mặt trận quốc gia do Jordan Bardella lãnh đạo. Rào cản lâu năm nhằm ngăn cản phe cực hữu nắm quyền được xây dựng với niềm tin rằng đó là mối nguy hiểm cho nền Cộng hòa, đã sụp đổ sau khi mặt trận quốc gia trở thành lực lượng đối lập lớn nhất trong Quốc hội Pháp. Các chủ đề của ông Bardella gồm chống nhập cư, nhu cầu an ninh lớn và chống lạm phát đã nhận được hưởng ứng của đông đảo cử tri Pháp. Mô tả bài phát biểu của ông Macron chỉ là những lời tự vuốt ve. Ông Bardella nói trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 4 rằng chưa bao giờ công dân bị loại bỏ khỏi các quyết định có tác động hữu hình đến cuộc sống hàng ngày của họ đến vậy. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên vừa qua đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử pháo phóng loạt mới được sản xuất của nước này. Theo ông Kim, hệ thống pháo phóng loạt 240mm tích hợp công nghệ mới sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc tăng cường khả năng pháo binh của quân đội Triều Tiên. Các chuyên gia ước tính hệ thống pháo phóng loạt mới của Triều Tiên có tầm bắn ước tính từ 40 đến 60km. Theo Army Certification, loại vũ khí này đã được thử nghiệm một lần trước đó vào tháng 2 năm nay. Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, Yang Úc nói với Bloomberg,
Triều Tiên có thể đặt toàn bộ khu vực Seoul trong tầm bắn của họ nếu những hệ thống pháo này được bắn từ tiền tuyến. Ông Yang nhận định nó có thể mang lại hiệu quả trên thị trường xuất khẩu, chẳng hạn đối với Nga. Nhận định với NK News vào tháng 2, ông Yang cho biết mối đe dọa từ những hệ thống pháo này không đáng kể so với loại vũ khí khác mà quân đội Triều Tiên đã sở hữu, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và hệ thống pháo 600mm. Bà Kim Yo-chung, thành viên Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 23 tháng 4 tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh mẽ và áp đảo nhất để bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình khu vực. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với quy mô và cường độ lớn hơn trong những tháng gần đây, theo cam kết của lãnh đạo hai nước nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng quân sự trước các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên. Triều Tiên nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Mỹ là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại nước này. Tuy nhiên, Washington và Seoul cho biết cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và được tiến hành thường xuyên để duy trì sự sẵn sàng. Triều Tiên trong những tháng gần đây đã duy trì tần suất thử nghiệm vũ khí nhanh chóng khi nước này tiếp tục mở rộng năng lực quân sự, trong khi hoạt động ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc vẫn bị đình trệ. Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên tin rằng việc kho vũ khí được nâng cấp sẽ giúp họ giành được những nhượng bộ lớn hơn từ Mỹ nếu các cuộc đàm phán tiếp tục. Đầu tháng 4, Triều Tiên cũng đã phóng thử cái mà họ gọi là tên lửa tầm trung nhiên liệu rắn có khả năng mang đầu đạn siêu thanh, loại vũ khí mà các chuyên gia cho rằng dùng để tấn công các mục tiêu ở xa trong lãnh thổ Guam của Mỹ, ở Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Ngày 26 tháng 4, NATO đã tổ chức một trong những đợt kiểm tra hải quân lớn nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine với sự tham gia của tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle. Theo hãng tin Reuters, nhóm tác chiến tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle và các chiến hạm đi kèm là trung tâm Neptune Strike của NATO. Sứ mệnh sẽ chứng kiến một loạt cuộc tập trận mà NATO khẳng định giúp các thành viên phối hợp mạch lạc và ngăn chặn kẻ thù tốt hơn. Việc tàu Charles de Gaulle lần đầu tiên đặt dưới sự kiểm soát hoạt động của NATO mang tính biểu tượng cao vì đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp, được đặt theo tên vị tổng thống đã rút nước Pháp khỏi Bộ Chỉ huy quân sự NATO vào năm 1966. Pháp quay trở lại Bộ Chỉ huy vào năm 2009 và theo các quan chức, sự quan tâm của Paris đối với các cuộc tập trận của NATO tăng lên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Quyết định đặt tàu sân bay Charles de Gaulle dưới sự chỉ huy của NATO đã hứng không ít chỉ trích từ những người Pháp cho rằng điều đó thể hiện sự mất chủ quyền. Đáp lại, các quan chức Pháp cho rằng động thái này là bình thường khi là thành viên của một liên minh quân sự đa quốc gia. Theo Reuters, Neptune Strike có sự tham gia của khoảng 20 tàu, bao gồm các nhóm tàu sân bay hạng nhẹ từ Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của đợt triển khai lần này bao gồm các chuyến bay tầm xa để mô phỏng những đợt tấn công hỗ trợ lục quân ở Đông Âu. Trước thềm triển khai, các đại sứ từ 32 quốc gia thành viên NATO đã đến thăm tàu sân bay Charles de Gaulle, chứng kiến các máy bay chiến đấu Rafael cất cánh từ trên boong. Neptune Strike không được tuyên bố là một thông điệp của NATO gửi tới Nga. Tuy nhiên, khái niệm chiến lược của NATO xác định Moscow là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của các nước thành viên. Phó Đô đốc Mỹ Thomas Ishii nói về sứ mệnh Neptune Strike: "NATO không có giao tranh với Nga, nhưng chúng tôi rất quan ngại với Nga và chúng tôi rất quan tâm đến việc ra đe Nga để họ không đi gây hấn." Reuters dẫn lời Phó Đô đốc Mỹ Thomas Ishii, chỉ huy lực lượng tấn công và hỗ trợ của NATO cho biết NATO đã tổ chức Neptune Strike nhiều lần trong 2 năm qua, nhưng phiên bản mới nhất dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 5 là một trong những phiên bản lớn nhất. Ngày 26 tháng 4 tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai quốc gia để chế tạo xe tăng chiến đấu thế hệ mới. Thỏa thuận được ký để mở đường cho việc thực hiện dự án xe tăng chung mang tên Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực MGCS. Phương tiện được gọi là xe tăng của tương lai, dự kiến tiêu tốn hàng tỷ euro. MGCS được thiết kế để thay thế dòng xe tăng Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp. Hai bộ trưởng đều khẳng định dự án không nên được coi là mẫu mới của Leopard, một trong những phương tiện chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, nhiệm vụ không phải nhằm tạo ra một chiếc Leopard 3 hay 4, mà là thiết kế một thứ gì đó hoàn toàn mới. Ông Pistorius cho biết, xe tăng mới sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo và có một số hệ thống tự động nhất định không cần con người thao tác. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, hợp đồng với các nhà sản xuất sẽ được ký vào cuối năm nay để xe tăng mới ra mắt vào năm 2040. Dự án cho thấy châu Âu đang nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, cố gắng cạnh tranh với các quốc gia châu Á đang nổi lên như Ấn Độ và Trung Quốc. MGCS là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa hai cường quốc châu Âu. Pháp và Đức còn có dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo FCAS và hệ thống máy bay không người lái. Đức sẽ đi đầu trong dự án phát triển MGCS, còn Pháp dẫn đầu trong việc phát triển FCAS. Cả hai quốc gia sẽ đóng góp mức bằng nhau cho dự án xe tăng mới. Ngày 26 tháng 4, hàng chục cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực miền Trung nước Mỹ, săn bằng nhiều nhà cửa và khiến ít nhất 3 người bị thương. Theo giới chức địa phương, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS đã ghi nhận hơn 70 cơn lốc xoáy trên khắp nước này, chủ yếu xảy ra tại Omaha, bang Nebraska.
Cảnh sát thành phố Omaha cho biết lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân với hàng trăm ngôi nhà bị san bằng hoặc bị tốc mái, nhiều cây bị quật đổ tại khu ngoại ô Encore. Hình ảnh ghi lại được cho thấy những cơn gió xoáy đen kịt hất tung mọi thứ trên đường đi của nó. Thành phố Omaha với 485.000 dân là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang phải đi từng nhà để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các ngôi nhà bị hư hại. Xa hơn về phía nam, gần thủ phủ Lincoln của bang Nebraska, một cơn lốc xoáy đã làm sập mái của một nhà kho công nghiệp. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp sơ tán 70 người bên trong nhà kho này và ghi nhận 3 người trong số này đã bị thương. Trong khi đó, ở phía đông bắc Lincoln, gần Waverly, gió mạnh đã khiến một đoàn tàu trượt khỏi đường dây. Trang BowerWriter.com ghi nhận khoảng 11.000 hộ gia đình bị mất điện ở Nebraska do lốc xoáy cắt đứt đường dây điện. NWS cảnh báo những cơn lốc xoáy sẽ tiếp diễn vào ngày 27 tháng 4 ở vùng đồng bằng miền Trung cho tới phía nam nước Mỹ, trong đó các bang Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma và Texas được khuyến cáo đề phòng với hiện tượng này. Lốc xoáy thường xảy ra ở Mỹ, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam. Trong những ngày qua, thủ đô Phnom Penh, Campuchia đang hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể dao động từ 40 đến 42 độ C ở một số khu vực trên phạm vi toàn quốc giữa cao điểm mùa khô năm 2024. Ông Chan Sutha, người phát ngôn Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cho biết, từ ngày 26 đến ngày 25 tháng 4, nhiệt độ cao nhất ở quốc gia Đông Nam Á này có thời điểm lên tới 40 đến 42 độ C, đặc biệt là ở vùng cao nguyên phía Bắc và vùng trung du Tây Bắc. Trong số này, tỉnh Tây Bắc Oda Mian Chay là địa phương ghi nhận nền nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng, với nhiệt độ có thể lên đến 42 độ C, trong khi đó ở thủ đô Phnom Penh lên tới 40 độ C. Theo người phát ngôn Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino, thời tiết nắng nóng không chỉ xuất hiện ở Campuchia mà được ghi nhận ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, kể cả châu Âu, nhưng châu Á là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Tại Campuchia, hiện tượng nắng nóng và nhiệt độ thời tiết tăng cao tương đương các khu vực khác, ở mức cao nhất từ 40 đến 42 độ C trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ trong ngày. Tuy nhiên, đợt